đây thì dự án phim Khó Dỗ Dành đã chính thức bắt đầu khởi quay. Nam nữ chính của dự án phim chuyển thể này là Bạch Kính Đình và Trương Nhược Nam. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của nữ chính Ôn Dĩ Phàm do sao nữ 9X đảm nhận đã được hé lộ và gây sốt cộng đồng mạng. Trong lần đầu lộ diện, Ôn Dĩ Phàm của Trương Nhược Nam giản dị với bộ trang phục đơn giản, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ. Nhan sắc trong veo, nụ cười ngọt ngào của cô nàng khiến dân tình mê mẩn. Có thể nói Trương Nhược Nam là một trong những sao nữ sở hữu vẻ đẹp của các nữ chính thanh xuân vân trường, được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên cũng có ý kiến không hài lòng với tạo hình Ôn Dĩ Phàm của Trương Nhược Nam trong Khó Dỗ Dành. Dân tình cho rằng tạo hình của cô nàng có phần hơi quê mùa, không hợp với thời điểm bây giờ. Hiện tại thì dân tình đang vô cùng mong đợi những tạo hình tiếp theo của nữ chính Ôn Dĩ Phàm do Trương Nhược Nam đóng ở Khó Dỗ Dành. Gần đây thì bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa do Dương Tử và Lý Hiện diễn chính tiếp tục bị lách ra những hình ảnh hậu trường, từ cảnh đối diễn của cặp đôi trên thuyền và tiếp theo là phân cảnh kiss chính thức của cả hai. Trong đoạn clip được chia sẻ, dưới màn đêm hai người đứng đối diện nhau, có vẻ như hai người đang cãi nhau hoặc sắp nói lời chia tay. Lý Hiện muốn rời đi nhưng Dương Tử đã giữ anh lại. Dương Tử trìu mến nhìn anh và nhẹ nhàng ôm đầu Lý Hiện hôn lên. Cảnh hôn của cả hai toát lên bầu không khí yêu thương. Người hâm mộ đang rất phấn khích với phân cảnh này. Tiếp tục là một tin tức khác. Mới đây, mạng xã hội Xứ Trung lan truyền hình ảnh mới nhất của Trương Dư Hi, được cho là hình ảnh nữ diễn viên đang ghi hình cho chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 mùa 5. Trong loạt ảnh được cộng đồng mạng lan truyền, Trương Dư Hi xuất hiện nổi bật với body chuẩn chỉnh, vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng đến phát sáng. Xuất hiện với chiếc đầm xanh 2 giây liền thân hở lưng, Trương Dư Hi nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ đẹp thanh lịch vô cùng quyến rũ. Trên nhiều tài khoản mạng xã hội, nhiều khán giả trầm trồ bình luận thân hình của cô nàng trông vừa chuẩn chỉnh, lại vô cùng mảnh mai và thon gọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.